các bạn. Hôm nay mình nhận được món quà từ Đức nha. Nhận được một món quà. Đây là món quà từ Đức. Nhưng mà tên tiếng Anh này mình không biết. Cái gì Rana Francis của các bạn nào đấy? Rana Branci Awajim Kawe. Tên khó đọc quá, mình không biết tiếng này, mình không đọc được. Bố hỏi ra xem nhá. Vậy ra có cái gì? Có cái gì trong này? Có trong cái gì? Tính quá, cô tránh đi, bố mở luôn. Yêu mít với cà cà, cái quần tới chơi rồi nhỉ. Bố mít chạy đâu ấy? Mít đấy, cái đấy mít là cũng là áo ấy. Đừng, ca, biết. Mít ra cho mít chơi, hả? Rồi. Mít ở trong đó. Cà cà là thấy quả cái là thải mít đi luôn. Xong nha. Rồi. Bố có cái gì đây? Ui. Bố. Cái thiệp của các cái địa danh danh là tăng cảnh ở Đức hay là đây là đâu ấy? Ferry Park này. Ferry Park. Family Kaka. Đấy. Bức thư này, bức thư ô nhưng mà lại tiếng Việt này. Nha. Bức thư. Ở trong bạn chắc là bạn ấy biết được tiếng Việt. Đấy. Đấy, bố xem đi. Gia đình Kaka thân mến, từ hơn một năm nay, tôi và người bạn đời của tôi luôn theo dõi chương trình của bạn với Kaka. Chúng tôi rất vui mừng vì biết khi Kaka luôn được bạn đối xử như một thành viên trong gia đình. Lần nào tôi cũng thấy rất hay và tốt đẹp vì đã được trải nghiệm sự chung sống, sự yêu thương hòa thuận trong gia đình bạn. Thật thú vị khi chúng tôi có thể hiểu rõ thêm về văn hóa Việt Nam thông qua những chương trình của bạn. Và đây là những món quà nhỏ của vì chúng tôi muốn cảm ơn bạn đã chia sẻ những niềm vui lớn lao mà gia đình Kaka đã tạo ra. Mến chào. Thì gia đình mình cũng cảm ơn bạn đã gửi những cái món quà rất là đẹp. Ghi những món quà của ai là bạn ghi tên này, như cái cốc này là của Diễm này. Không, đây bố xem đi. Cái cốc của Diễm này, đây cái cốc này của con này. Đấy, món quà của bạn rất là đẹp và rất ý nghĩa thì mình cũng cảm ơn những món quà của gia đình bạn và chúc bạn một ngày mới vui vẻ, gia đình bạn nhiều niềm vui và hạnh phúc. Cảm ơn bạn, tất cả các bạn những món quà, tất cả những món quà của bạn. Nào, bây giờ mình xem nha, mình xem những món quà nào của ai nha, nhiều quá lắm đấy. Đây này, đây là cái bút và một cái hộp, bút và cái hộp, cái củ quỳnh, cái quỳnh bố sẽ để riêng ở đây. Cái thiệp này với cái này thì bố sẽ để lên đây. Còn món nào của Kaka? Cái này bóng là dành cho gia đình Kaka, family Kaka, tức là mọi người cùng chơi. Đấy, của Kaka bố sẽ đánh nhìn đây. Rồi, con cứ ngồi đây đi. Ngồi đây là bố, những cái nào của con thì bố sẽ lặt ra. Ô, cái này đâu nhỉ? Con Diễm đây này. Đây, cái này, cái cốc nước và cái bình nước này là của Diễm này. Trong này có gì đâu? Ui, có kẹo này à? Rồi lấy ra làm sao đây trời. Từ thôi được, để tí là cô lấy không? Nhiều. Bà, cái gì cơ? Cô lấy không? Bà, cái gì cơ? Cái này là cái sticker dán. Con có thể dán vào đây này. Cũng là của con luôn đấy, nha. Đẹp không? Đẹp. Ui, cái túi đẹp chưa này? Ui. À, cô mẹ, mama là cô mẹ. Ui dồi, trong đây là mỹ phẩm này. Trời ơi, phấn với lại mỹ phẩm. Nhìn nhiều cái đẹp nhờ. Cái này không biết bố có dùng đâu, cái này này. Cái này là của mẹ này. Cái này là như là như thế này. Này. Của mẹ đấy. Được rồi. Ui, đây này, nhiều mỹ phẩm lắm. Đây này, một hộp này. Cái này của mẹ. Ui, đây nữa này, nhiều nhờ. Cái này đây thế này, của mẹ đấy. Một cái của mẹ. Cái này của mẹ thì bố sẽ để riêng ra đây cho mẹ. Rồi,
Cái này là của Kaka. Ồ, nhiều bánh kẹo sô cô la nhờ. Rồi cứ để ngoài đây cho Kaka nhá, tí là bố cho ăn nhá. Rồi. Đây bố sẽ chia ra đây, của Quỳnh này, của gia đình này. Đây cái này của Kaka đi, cứ để đây. Rồi. Đây là cái bột tóc này, của Quỳnh này. Cái bột tóc á, bột tóc bên đây này. Dây bột tóc ấy. Bột tóc của Quỳnh. Ờ của Quỳnh này phải để bên đây. Cái này kéo cái này ai ăn được. Ô, đĩa này. Cái đĩa này có bóc được không? Không bóc được. Cái đĩa này của Diễm. Đây của Diễm đây. Đấy. Đấy của Diễm đó, đĩa cốc đây của Diễm này. Ô, cũng giống của sô cô la của Kaka luôn. Này. Nhưng mà ăn ít thôi nhá. Sô cô la là ăn ít thôi, xong của tôi lạnh ăn dần, có ăn nhiều có là sô ra. Cái này cái gì đây? Cái này của ai đây nhỉ? Cái gì nhỉ? Cái này không có tên. Cái này là cái... À! Cái này là cái bàn chải đánh răng... điện. Bàn chải đánh răng điện. Đúng rồi đó. Bàn chải đánh răng điện này là không biết của ai. Không có tên gì. Rồi. Cứ đá gì cái đây. Cái này là cái gì đây? Của gia đình à? Bố sẽ bóc ra. Ui ôi, con bóc ra rồi. Chết rồi, con bóc ra thì bài tính con không có giấy à, nó chảy ra hết đấy. Để tí nữa bố bóc chưa? Tượng chắc là cái này để lên bàn học của Quỳnh này là đẹp này. Ôi dồi ôi, kẹo diếu này. Kẹo diếu này. Ui, kẹo trái cây này. Cái cây này đẹp, cái này nhìn đẹp nhờ. Cái này được á, cái này để dành đây, dành cho cả nhà. Kaka này, tất của Kaka này. Cái này tất của Kaka, nhưng mà mình nghĩ Kaka đi không vừa đâu. Tất này chỉ một là cho Diễm đi thôi, chứ Kaka đi không vừa tất này đâu. Có khi Diễm đi mà đang còn dặn thế. Thôi được rồi, cái để dành đấy, cho Diễm hoặc Quỳnh đi. Cái này là Xuân. Xuân với kẻ lông mày nó cứ chắc là của mẹ này. Dương đây là của mẹ. Dương đi này. Dương đi nhà bố. Cái kem này là kem gì không biết. Đây là Dương của mẹ bố này này. Cái này bố không biết cái gì là tên, bố dùng Google bố dịch luôn. À cái này đánh răng của Diễm theo ấy. Đây đúng là đánh răng của Diễm này. Còn cái này chắc là đánh răng của Khỉ Kaka. Đây bố. Này của Diễm. Không cái này của mẹ. Cái này của mẹ. Cái này của mẹ. Ôi dồi ôi, kéo nữa này. Kéo này, à kéo cắt tóc của bố. Kéo cái lược cắt tóc của bố. Để bố cắt tóc cho Kaka với đấy. Ui. Kéo cắt tóc của bố. Kinh chưa? Được. Bố có đồ nghề. Kéo cái lửa của bố. Cây. À. Cái này là của Quỳnh. Quỳnh. Ờ, dây bột tóc của Quỳnh. Quỳnh có nhiều đồ. Ô, cái này là bánh bơ. Bánh bơ thì bố ra đây. Cái này. Ô, cái này cũng giống cái này. Cũng không thấy ghi tên. Đây là bàn trải điện. Chắc là cho bố với cho mẹ. À. Cái này là cái. Tôi xem cái này là cái gì. Tôi biết đăng nghịch, biết đăng nghịch. Cái này là cái gì đây? Cái gì? Có đúng không? Để chỉ cho Quỳnh với cho mẹ thôi. Ô, cho Diễm. Không, căng phải dặn mới căng vào đây. Ừ, cái đi không được. Cái này cho Diễm, chắc là tóc cho Diễm. Này, của cô đấy. Bình nước của Kaka. Ui dồi, bình to này Kaka.
Ôi, trong đây lại cũng có kẹo à? Ui, còn nhất kẹo ở đây nữa. Nhiều quá. Từ từ thì biết gì không? Gì không? Anh đang đèn bố. Ừ. Rồi, cứ bố ra đi, con ca ca cũng nhiều quả quá. Một quả của bạn thật là tiện lợi và phúc vị. Đây là một diếm luôn. Bố. Rồi, hết rồi. Ô, cái này là cái gì nhỉ? Bố chả biết nữa kìa. Hình như là cái này là cái à quạt bút chì. Cái này là quạt bút chì cho Quỳnh. Đây. Rồi. À con ăn sô cô la. Trời ơi, con ăn cái gì này? Từ từ, cái này không phải Coca đâu. Ca tính là bố cho ăn cái khác. Đây cái này của em. Cái hộp phở nha. Rồi cái của Coca đâu nhỉ? Cái hộp Coca đâu nhỉ? Đây của Coca đây. Đây ca này. Đây ca này, ca này. Từ từ. Cá su su cho nhớ cho su su ăn nữa nhá. Ừ. Ăn đi. Ôi dồi, ôi dồi. Ôi dồi. Từ. Đây bộ tư tư. Ôi dồi. Đây ca này, ca này. Ca, đây đây. Ca này ăn đi. Rồi. Ca ăn à? Ca chê à? Không ăn à? Đây nhỉ? Đế ăn nhá. Trời ơi, sao vậy? Em đang chơi. À, em lấy đồ chơi hả? Không ăn được.